Tôi gặp thầy Trường cách đây khoảng hơn 10 năm. Trong một lần, thật ra là chúng tôi tìm thấy nhau bởi vì thầy Trường lần đầu tiên viết một quyển sách về kinh tế. Còn tôi thì chuyên làm sách kinh tế cho nhà xuất bản trẻ, và đặc biệt là những trường hợp mà sách đặc biệt hơi khó tiếp cận. Và thế là chúng tôi tìm thấy nhau, và cuộc hợp tác này đã kéo dài hơn 10 năm nay. Trước đó thật ra là thầy Trường đã viết báo, và cái bài bình luận mà lấy cái tứ Bờm và Phú Ông mà thầy đưa vào quyển sách chính là một trong những cái bài luận thật ra là xuất sắc mà thầy Trường thực hiện trước khi mà viết quyển sách này. Nhưng cũng từ đó thì nó đã tạo ra cho thầy cái ý tưởng để viết thành một tác phẩm, đó là Một Đời Thiên Thuyết. Điều ấn tượng lớn nhất của tôi khi làm việc với thầy Phan Văn Trường là sự đa dạng về ý tưởng của thầy trong việc đóng góp cho xã hội. Và thực ra là không chỉ là ý tưởng về chuyện viết sách, về chuyện truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn trẻ, cho cả các bạn lớn cần một người hướng dẫn, và quan trọng hơn nữa là việc biến những ý tưởng đó thành hiện thực. Ví dụ như khi mà thầy Phan Văn Trường có những ý tưởng về chuyện là chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm thực của mình về đời quản trị, đầu tiên là chuyện Thương Thuyết, thì thầy lập tức biến nó thành một quyển sách với rất nhiều những bài học thật, những pha đàm phán thật. Và quyển sách đó chính là cái bệ đỡ cho tiếp theo hai quyển nữa trong cái bộ mà gọi là Kết Tinh Một Đời, tức là gồm Một Đời Quản Trị, Một Đời Thiên Thuyết và Một Đời Như Kẻ Tìm Đường, mà thầy đã viết liên tiếp nhau trong khoảng gần 5 năm. Thực sự được ba quyển sách rất là dày, viết trong 5 năm là một nỗ lực và một sự tập trung rất cao. Rồi sau đó, khi mà thầy nhận thấy có rất nhiều anh chị em, cả trẻ, cả lớn tuổi, muốn hỏi rất nhiều chuyện về cuộc đời, về cách lập nghiệp, khởi nghiệp, thì thầy đã lập ra tiếp, biến cái ý tưởng của mình thành hiện thực tiếp. Thứ nhất là câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp để giúp cho nhiều anh chị em nông dân khi mà họ đang loay hoay tìm cách đưa sản phẩm của mình hoặc là đưa doanh nghiệp của mình ra thị trường. Tiếp theo là hệ sinh thái mà thầy gọi là cấy nền, có rất là nhiều bạn trẻ, kể cả sinh viên, kể cả người đi làm, kể cả những người đã thành đạt, lập ra những cái câu lạc bộ, những cái cộng đồng như vậy để mọi người vừa hợp tác được với nhau, vừa giúp nhau và có thể vừa chia sẻ kinh nghiệm. Tức là ý tưởng phong phú và sẵn sàng nỗ lực để biến nó thành hiện thực. Đó là điều tôi ấn tượng nhất đối với thầy Phan Văn Trường. Tư tưởng về quản trị của thầy Phan Văn Trường mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất và cũng đã từng được nhắc đến trong quyển Một Đời Quản Trị, rồi sau này gần đây nhất là quyển Cơn Lốc Quản Trị, đó chính là cốt lõi về chuyện quản lý hay là quản trị con người. Vẫn sẽ có lúc cần quản lý bằng những con số, nhưng cốt lõi thì quản trị con người bằng động lực, bằng sự nhiệt tình, bằng ngay thẳng. Đó mới chính là cái công cụ tốt nhất về quản trị. Tôi nghĩ tổ chức nào, dù nhỏ hay lớn, dù là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh muốn có lợi nhuận hay là một tổ chức phi lợi nhuận, cũng đều sẽ có, không nhiều thì ít, một cái nét văn hóa riêng hoặc là một hệ văn hóa riêng. Cho nên chủ đề về văn hóa của tổ chức sẽ áp dụng được, không phân biệt là đó là doanh nghiệp lớn hay nhỏ, hay là tổ chức, thậm chí cả tổ chức phi lợi nhuận vẫn áp dụng được. Trong quyển sách mới nhất của thầy Phan Văn Trường, Cơn Lốc Quản Trị, thì thầy Phan Văn Trường có đề cập đến 3 trụ cột của văn hóa doanh nghiệp. Trụ cột thứ nhất có thể tạm gọi là câu trả lời cho câu hỏi trong doanh nghiệp ai là sếp,
tôi có thể trả lời câu hỏi này ngay bây giờ, nhưng tôi nghĩ sẽ thú vị hơn nếu các bạn tìm câu trả lời đó trong quyển sách. Và đó sẽ là một câu trả lời thú vị, có khi nhiều người không nghĩ đến. Trụ cột thứ hai của văn hóa doanh nghiệp là việc truyền thông toàn diện, hiệu quả trong nội bộ, mà đôi khi thầy Phan Văn Trường hay gọi ngắn gọn là văn hóa báo cáo. Và trụ cột thứ ba đã từng được nhắc đến trong quyển sách Một đời quản trị, đó là nét văn hóa nice and professional, tức là ôn hòa và chuyên nghiệp. Các bạn sẽ gặp lại những điều giải thích, những ví dụ của thầy Phan Văn Trường về nét văn hóa này, nhưng được viết sâu hơn, rộng hơn. Thầy Phan Văn Trường cũng có nói trong quyển sách Cơn lốc quản trị rằng có những doanh nghiệp vẫn sống được mặc dù trong thì họ không có xây dựng văn hóa gì hết. Ví dụ như một số công ty gia đình, người chủ doanh nghiệp, người sáng lập là người làm hầu như mọi thứ từ lúc mà họ khởi nghiệp. Họ là người giỏi nhất về mặt chuyên môn, họ là người áp dụng tầm nhìn cá nhân của mình cho doanh nghiệp, và cho đến giờ doanh nghiệp đó vẫn chạy tốt. Cho nên thật ra thì nói đúng ra thì văn hóa doanh nghiệp tôi nghĩ không phải, không hẳn là quyết định sự sống còn, mà là sự hiệu quả, sự phát triển và xa hơn nữa là sự trường tồn. Thì các bạn có thể sẽ gặp một số ví dụ mà thầy Phan Văn Trường nhắc đến khi so sánh kể cả các doanh nghiệp gia đình như vậy. Và một trong những vấn đề lớn nhất họ gặp phải đó chính là sự kế thừa. Tức là họ có thể phát triển một, hai thế hệ, hoặc là một số công ty khác họ có thể tăng trưởng trong một thời gian vài năm. Nhưng nếu thiếu văn hóa, một văn hóa đem lại sự hiệu quả, sự nhiệt tình, sự gắn bó trong doanh nghiệp, thì sớm hay muộn gì vấn đề của họ nó sẽ xuất hiện. Và những vấn đề đó thường thường là không giải quyết được bằng những công cụ kỹ thuật như con số, như KPI, mà cốt lõi là nó quy về con người. Và lúc đó thì nó lại quy về chuyện xây dựng một cái văn hóa phù hợp trong doanh nghiệp, dù cho nó là công ty gia đình nhỏ hay là một tập đoàn lớn. Thì bởi vì vấn đề quy luôn luôn sẽ quy về chuyện làm sao để con người, nhân sự trong doanh nghiệp hợp tác được tốt với nhau, gắn bó với nhau, đối xử ngay thẳng với nhau, chia sẻ tầm nhìn chung, kể cả giữa nhân viên với lãnh đạo cấp trung, với lãnh đạo cấp cao, với hội đồng quản trị. Nên tôi tin rằng doanh nghiệp nào cũng sẽ cần, và quyển sách này không ít, không nhiều thì ít, sẽ giúp được cho bất kỳ loại doanh nghiệp nào, dù to hay nhỏ. Và bởi vì nó quy về vấn đề con người, chuyện giữa người với người, hợp tác với nhau thế nào, chia sẻ tầm nhìn chung, chia sẻ sứ mệnh, chia sẻ nhiệm vụ, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Nên dù là nhân viên hay là quản lý hay là nhà quản trị, vẫn sẽ là đối tượng mà văn hóa doanh nghiệp nhắm tới. Trong quyển sách này khi tôi biên tập, vấn đề mà làm tôi tâm đắc nhất chính là việc trong khi nhiều nhân sự hoặc là nhiều nhà quản trị, nhiều nhà quản lý tập trung quá nhiều nguồn lực của mình cho những công cụ về mặt kỹ thuật giống như chỉ tiêu, như là KPI, như là việc kiểm soát thời lượng làm việc của nhân viên, thì điều cốt lõi tạo nên thành công mà quyển sách nhấn mạnh là ở chỗ văn hóa nó không kiểm soát mà nó thúc đẩy sự thay đổi một cách nhẹ nhàng, thay đổi tốt hơn một cách nhẹ nhàng, dần dần, nhưng hiệu quả nó mang lại thì lại cao hơn cả những công cụ kỹ thuật để quản lý. Thầy Phan Văn Trường đã từng quản trị ở môi trường Âu Mỹ, ở môi trường châu Á,
và cũng có tham gia, theo tôi biết là cũng có tham gia tư vấn và quản trị một số công ty khi sau khi thầy về Việt Nam vào khoảng năm 2000. Cho nên nếu nói về những tư tưởng quản trị mà thầy Mang Trường chia sẻ trong những quyển sách thì nó sẽ gồm ba cái, gọi là tạm gọi là ba cái trụ cột như sau. Thứ nhất là trải nghiệm thực tế của thầy Phan Văn Trường ở các công ty nước ngoài, đặc biệt là ở châu Âu, bởi vì thầy Phan Văn Trường sống chủ yếu ở châu Âu ngày trước. Chuyện thứ hai, trụ cột thứ hai là thầy Phan Văn Trường vẫn luôn luôn nói rằng tôi là người Việt Nam, tôi được sự dạy dỗ, truyền đạt và thấm nhuần văn hóa Việt Nam từ cha mẹ, ông bà, từ những người thân, từ gốc gác Việt Nam. Và trụ cột thứ ba là những kinh nghiệm thực tế mà thầy Phan Văn Trường có được sau khi quay lại thực hiện, tham gia việc quản trị, việc tư vấn trong những doanh nghiệp thuần Việt. Cho nên ba trụ cột đó thầy đã đưa vào những quyển sách của mình, và vì vậy những tư tưởng quản trị ở đây không hẳn là xa lạ với doanh nghiệp Việt Nam đâu. Bởi vì thầy Văn Trường cũng hay nhắc là tôi luôn sử dụng, ngay cả khi tôi ở nước ngoài, tôi luôn dùng những cái đặc điểm, những cái nét tính cách rất là hay của người Việt Nam, như là kiên nhẫn, ham học, hồn nhiên, để áp dụng cái tư tưởng quản trị của tôi vào doanh nghiệp. Và đó chính là lý do mà tôi tin rằng doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm thấy nhiều nét tương đồng khi mà xem hoặc là nghiên cứu hoặc là thử áp dụng những điều mà thầy Phan Văn Trường chia sẻ trong các quyển sách. Mà điểm thứ hai là thực ra văn hóa nó luôn luôn quy về con người, dù cho đó là lý thuyết quản trị của một nhà quản trị Âu Mỹ nào đó mà thầy Phan Văn Trường cũng có nhắc đến trong quyển sách, ví dụ như ông Richard Branson hay là Peter Drucker, đó là những nhà quản trị thuần Mỹ, hoặc là một số nhà quản trị người Nhật, người Pháp khác mà thầy Phan Văn Trường từng được thừa hưởng cái tư tưởng. Thì dù cho họ khác nhau về văn hóa, nhưng nếu quy về bản chất của con người thì nó sẽ có rất là nhiều điểm tương đồng. Và nó luôn luôn quy về chuyện là con người làm sao để nhân sự trong một công ty, chia sẻ với nhau tầm nhìn, sứ mệnh, hợp tác tốt với nhau hơn, để cùng đưa tổ chức phát triển và phục vụ khách hàng tốt hơn. Thì những điểm đó nó sẽ không, tôi nghĩ không bao giờ thay đổi. Nên đó là những lý do mà tôi nghĩ là dù cho doanh nghiệp Việt Nam thuần Việt, vừa nhỏ hoặc lớn, vẫn có thể tìm thấy những điểm tương đồng để mà áp dụng trong văn hóa Việt Nam.